mọi người, mình là Quỳnh và hiện tại thì Quỳnh đang phát live trên trang bay Quỳnh Tây chuyên hàng Thái cao cấp và hai số hotline là 02871065888 và 0888117888. Để đặt mua hàng nhanh nhất và để được tư vấn nhiều hơn thì tốt nhất là các bạn nên gọi đến hai số hotline này nhá. Quỳnh hôm nay lại tư vấn về đỡ ngực cho các chị em đây. Ai mà muốn có được một bộ ngực căng tròn nhưng mà nó có một cái độ mềm mại tự nhiên thì về đội của Quỳnh, Quỳnh chắc chắn luôn là sẽ giúp các chị em biến ước mơ thành sự thật. Trước đây thì Quỳnh cũng hay mơ ước có được một bộ ngực to khủng đẹp, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng giống như mình tưởng tượng. Mình nghĩ là mình dùng cái này dùng cái kia thì mình sẽ ok, nhưng mà thật sự mà nói luôn, thời gian đầu mà Quỳnh dùng các sản phẩm là Quỳnh cảm thấy rất là thất vọng, giống như mọi người, giống như các chị em thôi. Cuối cùng thì sau một thời gian kiên trì làm đẹp, kiên trì chịu khó tìm kiếm sản phẩm thì mình đã tìm được một cái sản phẩm thật sự là gọi là tốt và phù hợp, và đặc biệt luôn đó là cái giá cả nó hợp lý, hợp túi tiền để ai cũng có thể là sử dụng được, dù là học sinh, sinh viên hay là bà mẹ bỉm sữa. Ở đây thì Quỳnh sử dụng cái kem này. Đây là kem nở ngực Herbal, giá chỉ có 480.000 đồng thôi, rất là rẻ mà sử dụng được từ 1 đến 3 tháng. Tại vì tùy vào cái bầu ngực, có những người là cái bầu ngực nhỏ thì sử dụng nó lâu hết lắm, lấy một lượng kem nhỏ thôi. Có những người là cái bầu ngực lớn thì phải sử dụng cái lượng kem nó nhiều hơn. Nhưng mà 480 mà xài được 1-2 tháng thì mình thấy cái giá tiền mỗi ngày mình bỏ ra rất là rẻ luôn, rẻ hơn một ly nước giải khát nữa. Quỳnh thì một lọ này Quỳnh dùng 1 tháng rưỡi hết, và Quỳnh dùng tổng cộng là 4 lọ này. Đồng thời thì Quỳnh cũng bổ sung thêm những cái dinh dưỡng cần thiết nữa để nó tái tạo mô mỡ ở bên trong ngực, thì cái ngực của Quỳnh nó càng phát triển to ra và nó đẹp. Đặc biệt luôn là trong này nó có thành phần là dầu hạt nhân, nên là nó giúp Quỳnh mờ được cái vết rạn ngực sau sinh, và cái nhũ hoa của Quỳnh nó cũng không có bị sập. Với lại là khi mà Quỳnh sinh em bé xong đó thì ngực của Quỳnh là bị sệ, là do là Quỳnh chữa ngực á, sữa nhiều thì bị sệ. Nhưng mà mình massage nhiều thì từ từ cái ngực của mình nó cũng săn lại, nó tái tạo lại, nên là không có còn bị sệ nữa đâu. Bây giờ thì tự tin mặc những cái bộ đồ hở như thế này, và mình cảm thấy là sau khi sinh xong thì đúng là còn đẹp hơn cái thời con gái nữa, đúng kiểu như là gái một con trong mòn con mắt luôn đó. Chị em nào mà sinh nở xong rồi cảm thấy là nhan sắc của mình xuống cấp quá thì có thể tìm kiếm những cái sản phẩm để làm đẹp. Bên Quỳnh có rất là nhiều sản phẩm, cứ yên tâm, về đội của Quỳnh là bảo đảm ai cũng đẹp hết. Khi mà dùng cái kem này thì mọi người phải ăn những cái loại dinh dưỡng, ví dụ như là hầm canh chân gà, để ăn là phải cặp hầm nát nhừ tới khi không còn ăn được cái xương, cái chân gà nữa, nó mới ra được cái collagen cần thiết ở trong xương. Rồi ăn canh đu đủ xanh nè, ăn đu đủ mỗi ngày nè, uống sữa đậu nành nè, hoặc là uống bột ngũ cốc, đó là những cái thực phẩm rất là tốt để hình thành nên cái mô mỡ ở ngực. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là mình lười quá, không có thời gian đâu mà ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn thức uống đó, hoặc là ăn mãi thì cũng phải ngán chứ, thì thôi chọn lựa cái dạng viên uống như thế này cho nhanh. Những cái thức ăn đó đã được cô đặt lại trong cái viên uống này, cái viên nhỏ thôi nhưng mà cái thành phần dinh dưỡng trong này rất là cao và rất là dễ uống luôn. Ngay cả những bạn nào mà sợ uống thuốc, không thích uống thuốc vẫn dùng được, tại cái viên nó rất là nhỏ và nó cũng không có cái mùi hôi khó chịu hay gì cả, không đáng, tại vì cái vỏ con nhộng rồi, nên là mỗi ngày chỉ cần uống một viên vào buổi tối, yên tâm. Sau chừng như Quỳnh đó, Quỳnh dùng là sau chừng 6 tháng là một lọ này, Quỳnh dùng là 1 tháng rưỡi rồi, rồi mỗi tháng là Quỳnh dùng một lọ này. Sau 6 tháng là ngực Quỳnh tăng lên được 10cm, rất là săn rồi, rất là nở, ngực đẹp hơn hẳn luôn. Chắc chắn là có nhiều người thì sẽ nói là ở đây chắc là ngực giả rồi, chứ làm sao mà dùng sản phẩm thì mà có thể cải thiện được. Nhưng mà thật ra mình nói thật luôn, nếu mà các bạn cứ nghi ngờ thì mãi mãi các bạn sẽ lúc nào cũng ở phía sau người khác hết. Các bạn phải có một cái gọi là một cái lòng tin và cái sự quyết tâm khi mình xài một cái sản phẩm nào. Nếu mình không tin tưởng vào sản phẩm và mình không quyết tâm thì không bao giờ đẹp. Thường thì tâm lý người Việt Nam sẽ là sử dụng 1-2 tuần, rồi 1-2 tháng mình cảm thấy là nó không có như mình tưởng tượng, khi mình chán, mình nản, mình bỏ qua là coi như xong. Tại không thể nào mà một cái sản phẩm thiên nhiên mà nó làm cho các bạn đẹp nhanh chóng, cấp tốc như các bạn tưởng tượng được. Nó phải từ từ thẩm thấu vào, rồi tái tạo, rồi bắt đầu là kích thích để phát triển.
Rồi có nhiều người, ngay cả những người mà đi phẫu thuật thẩm mỹ, một bộ ngực để đẹp thì cũng phải 1, 2 tháng, 5, 6 tháng, có khi cả năm. Cái đó là nó tùy thuộc vào cái cơ địa của bạn nữa, chứ không phải là à nhét cái túi vào là về nhà đẹp để thoải mái đâu. Nhiều người làm xong ngực bị căng cứng nè, vết thương viêm nhiễm không lành nè, rồi có sẹo ngay nách nè. Rất nhiều vấn đề chứ, ngay cả bỏ số tiền lớn 5, 6, 7, 8, 100 triệu mà còn chưa đẹp được, còn hên xui 50-50. Mà các bạn cứ nghĩ là một bộ sản phẩm 1 triệu đồng là phải đẹp liền sau 1 tháng, sau 3 tuần, sau 4 tuần là cái điều không thể. Theo Quỳnh thấy, để mà được giống như các chị em tưởng tượng và mong muốn thì nó cũng phải rơi vào khoảng 6 tháng. Bản thân mình dùng rồi và rất là nhiều khách đã từng dùng phản hồi cho Quỳnh, thì Quỳnh thấy cái thời gian 6 tháng là cái thời gian đẹp nhất luôn để mà các chị em cảm thấy hài lòng. Tại vì thường thì một liệu trình nó có thể tăng được từ 1 đến 3 cm đối với cơ địa dễ hấp thu. Nhưng sẽ có những cái cơ địa khó hấp thu thì phải 2-3 liệu trình đầu mới tăng được có 1 cm. Bắt đầu tiếp theo nữa nó lại càng tăng nữa, thì có thể là phải sử dụng 7-8 tháng. Nhưng mà chắc chắn là xứng đáng với cái số tiền mà các chị em bỏ ra. Ví dụ như 6 tháng thì cũng tầm chừng như Quỳnh dùng là 6 tháng chưa tới 6 triệu mà. Thì đổi lại được một bộ ngực đẹp, trong khi nhiều người bỏ ra 60 triệu đi phẫu thuật thẩm mỹ, tưởng là về đẹp liền mà ai ngờ đâu bị viêm, nhiễm trùng, cứ phải sửa đi sửa lại, tháo ra tháo vào. Cuối cùng là cả năm trời mà vẫn chưa đẹp, sẹo quá trời sẹo luôn. Rồi uống nhiều kháng sinh ảnh hưởng sức khỏe nữa, rồi gây mê nữa, làm cho ảnh hưởng trí nhớ nữa. Rất là nhiều cái vấn đề, nên là nói chung là ai mà muốn đẹp, an toàn và tiết kiệm chi phí thì phải bắt buộc đó là cái thời gian kiên trì. Nếu mà ai mà cảm thấy đủ tin tưởng Quỳnh và tin tưởng vào sản phẩm của Quỳnh thì đặt mua bộ này nha, 980.000 đồng thôi. Lọ viên uống là 530 viên, dùng được 1 tháng, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ 1 viên. Lọ kem là 480.000 đồng, 1 ngày massage 2 lần sáng và tối với cái kem này, massage ngực thì yên tâm là chắc chắn sẽ đẹp, không bao giờ làm các bạn thất vọng. Cái viên uống này nó còn một cái công dụng nữa, đó là cân bằng nội tiết tố nữ, giảm tình trạng là tóc khô sơ chỉ ngọn và giảm tình trạng khô âm đạo. Ví dụ như bạn bị là tóc rụng khô sơ do bạn bị rối loạn nội tiết tố nữ thì cái này nó mới cải thiện nha. Còn có những người là tóc khô sơ do uống dũi nhuộm hay là rụng tóc do cái chuyện khác thì cái này nó không có cải thiện được đâu. Cái này là viên uống giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Cái dấu hiệu khi mà biết được là đó là thiếu hụt nội tiết tố nữ, đó là các bạn sẽ thấy tóc khô sơ chảy ngọn, da khô sạm nám và khô âm đạo đó. Nếu mà có những cái triệu chứng trên thì mua cái lọ này để uống, còn nếu mà không phải thì có thể là lựa chọn cái này. Không nhất thiết nếu mà không có bị thiếu hụt nội tiết tố nữ đó thì các bạn chọn cái cà phê này đi, cà phê nở ngực trắng da hồng da, một công đôi chuyện, mỗi ngày một tách cà phê vừa thơm ngon giải khát, vừa nở ngực vừa trắng da hồng da, thì cái này mình thấy các bạn trẻ thích nhiều nè. Còn thường những chị em phụ nữ sinh nở rồi hoặc có gia đình rồi lại thích cái viên uống này hơn, nó là nghiêng về nội tiết tố nữ. Quỳnh thì Quỳnh đã dùng thử hết cả 3 loại này. Với cái cà phê này thì Quỳnh chỉ dùng thử 2 tuần thôi, là Quỳnh thấy là Quỳnh dùng cái này 2 tuần, sau 2 tuần là mình tăng được 1,7 cm và da nó có hồng, nên là tự tin chia sẻ cái này luôn. Cái này thì mới hơn. Cái bộ nở ngực này là xuất hiện lâu rồi nè, Quỳnh cũng đã bán rất là lâu rồi và ở bên Thái là người ta đã dùng cái này từ lâu. Nhưng mà đến thời điểm này thì Quỳnh thấy là trong những cái bảng xếp hạng mỹ phẩm của Thái đó thì vẫn có 2 sản phẩm này ở trong cái danh sách được yêu thích. Còn cái cà phê này thì đó là một cái sản phẩm cũng rất là mới. Nhưng mà gần đây thì Quỳnh thấy là có vẻ là nó được người ta bắt đầu biết đến nhiều và người ta ưa chuộng nhiều. Bữa giờ thì Quỳnh cũng có tham khảo trong những cái hội nhóm á, của Nguyên Thái á, thì mình thấy là người ta có bắt đầu chia sẻ khen ngợi về sản phẩm này. Và đặc biệt luôn là khách nhà Quỳnh dùng cái cà phê nở ngực trắng da này cũng khen ngợi rất là nhiều. Chị em nào mà đang phân vân không biết là nên lựa chọn sản phẩm nào thì cứ để lại một cái comment ở đây là độ tuổi, đã từng sinh nở hay chưa, sinh mấy bé rồi, và có bị vấn đề về nội tiết tố nữ hay không, nhu cầu là gì, thì bên Quỳnh sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các chị và giúp các chị lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp đạt được hiệu quả cao nha. Liệu trình cà phê nở ngực trắng da này thì 1 triệu đồng 30 gói, mỗi ngày các bạn có thể uống được từ 1 đến 2 gói tùy nhu cầu, một gói là cũng ok rồi. Còn uống mỗi ngày một gói 2 tuần đã tăng được 1,7 cm rồi đó. Trong suốt quá trình mà các